xin được chúc mừng ba cô trò, nữ ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Cao Công Nghĩa và ca sĩ Thiện Nhân. Top qua hoa hậu của chúng ta đêm nay. Vâng. Anh có tính em không? Em à, em là hoa hậu thứ tư hả? Vâng. Dạ. Em thiếu cái khăn rồi, trời không hiểu sao là có luôn cái khăn đồng bộ vậy. Đề nghị trong phòng hóa trang còn cái khăn đem ra cho tính luôn đi nè, nhanh lên. Cho tính cho khăn luôn nha chị. Nhà tụi em là top 5. Hỏi tấp hai ngủ lông cầm chưa. Vâng, cho em quay trở lại với câu chuyện. Thì thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi tuyệt phẩm Trữ Tình Xưa Và Nay lần 1 thì là cái clip liên khúc với sự tham gia của các cô trò thì đã đạt được rất nhiều lượt xem, trên cả 2 triệu lượt cho đến thời điểm hiện giờ. Và không biết là các cô trò đang mong đợi điều gì ở cái lần thứ 2 này, và mình có một cái mong ước gì về cái số lượt người xem hay không? Xin mời chị Cẩm Ly ạ. Cho tụi nhỏ mấy trước nhỏ chia sẻ trước ha. Bây giờ xin mời em Cao Công Nghĩa. Dạ, em thì cũng như lần trước, có nghĩa là mong muốn những cái tuyệt phẩm Trữ Tình sẽ được quý vị khán giả đón nhận thật nhiều, xem thật nhiều, cũng như đó là một cái gì đó để động viên tinh thần chị Cẩm Ly có thể ra nhiều nữa. Dạ. Thế còn với chị Nhân Dạ thưa anh, là em mong là tất cả các cô chú khán giả sẽ luôn ủng hộ cho cô Ly của em, chị Cao Công Nghĩa, bản thân em và chú Vi là nhạc sĩ Minh Vi sẽ luôn ủng hộ, theo dõi cô trò tụi em, động viên tinh thần tụi em nhiều nhất ạ. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Còn với chị Cẩm Ly, em thấy là cái đầu tiên của mình ra thì khán giả đón nhận quá, em sợ là sẽ bị áp lực khi mình làm tới cái thứ hai. Thế còn với cá nhân của chị thì chị mong đợi điều gì và chị có bị áp lực không? Thật ra khi mà mình ra một cái sản phẩm hoặc là một cái dự án gì đó thì đó là một cái sự ấp ủ. Và giống như là nó giống như là vòng quanh ký túc xá, nó giống như là Tự Tình Quê Hương. Mình sẽ không nghĩ là nó sẽ đi tới cái thứ hai hay cái thứ ba. Nó không thể là mình nghĩ là đi một chuỗi, mình chưa có tính trước. Bởi vì khi nếu tất cả quý vị, dù một sản phẩm âm nhạc, một bài hát thôi hoặc một cái chương trình, thì mình có đi tiếp hay không là nó còn phải phụ thuộc vào cái sự đón nhận của khán giả. Có nghĩa là chứng tỏ rằng khán giả đã ủng hộ và đón nhận cái sản phẩm của mình rất là nhiều, dành rất là nhiều tình cảm. Thì đó cũng là một phần cái động lực để cho khiến cho cái người tổ chức, cái người sản xuất họ có thêm động lực và họ làm tiếp, họ tìm thấy cái niềm hăng say, cái niềm say mê trong đó, cho nên họ làm tiếp. Còn đối với Ly thì khi mà đã ra được cái tuyệt phẩm Trữ Tình 1, thực sự là đón nhận ngoài sự mong đợi của mình. Và mình cảm thấy vui vì điều đó. Và hôm nay thì cái hai này nó tiếp tục nó ra đây, nhưng mà nó lạ hơn cái kia tí xíu nha. Nó có rất là nhiều điều đặc biệt, nhưng mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bất ngờ. Còn cái sự mà yêu mến cái ca khúc đó hay không thì lại là một vấn đề khác, nhưng mà Ly nghĩ là một sự bất ngờ. Vâng, chắc chắn là như vậy. Thưa quý vị, chia sẻ với quý vị là với cảm nhận của Uyên Khang á, là ngoài việc đã có những cái bản phối rất là hay trong việc lựa chọn ca khúc, thì quý vị cũng có thể thấy là cách dàn dựng sân khấu, rồi cách phục trang và ngay cả những cái hậu kỳ, nó làm cho những cái clip đó không chỉ là mãn nhĩ mà còn mãn nhãn nữa. Cho nên là khán giả theo dõi rất là thích, rất là chờ đợi. Với cái sự thành công của tuyệt phẩm Trữ Tình Xưa Và Nay 1 thì đằng sau đó lại có cái hậu trường, nó cũng gọi là lượt view không kém. Trong đó có nhiều cái vui lắm đó. Vui chị, bây giờ mới thấy mắt người nè. Đó, bây giờ đây hai chị em Nhân và Nghĩa. Ở bên ngoài hai chị em mình thân với nhau không ta? Dạ có. Thân hả? Cũng chị dạ, em lắm ha? Dạ, thân lắm. Thân thì lắm. Anh có được coi một cái clip bóc phốt của hai chị em với nhau. Thì không biết là sau khi cái mình được xem lại vậy đó, rồi cái tình chị em mình nó đến đâu ha? Dạ vẫn bền anh, tại vì nhờ em như vậy cho nên bây giờ bé Nhân xuống ký rất là ngoạn mục. Trời ơi. Em bật mí luôn đi Nhân, em là sau cái clip bóc phốt vừa rồi thì em xuống mấy ký? Dạ thưa anh, thưa các cô chú khán giả là em xuống 10 ký. Trời ơi. Ôi. Wow. 10 ký. À, cái này là do mình có tập gym, tập đồ hay là squat hay là đi bơi gì không em? Dạ thưa anh, là em có đi bơi, em có đi tập thể dục. Hay quá. Rồi, thế này sau cái clip bóc phốt vừa rồi thì em đã đúng giờ chưa? Dạ em đúng anh. Đúng giờ rồi. Chỉ có sai ngày thôi đúng không? Thưa quý vị, trong cái clip đó rất là hai chị em rất là dễ thương. Nếu mà quý vị xem, em còn nhớ cái lúc mà hai người giáp mặt nhau không?
Dạ đúng rồi. Trời ơi. Giáp mặt nhau coi như là mình cứ nghĩ là như chưa từng có cái clip đó. Chưa từng có cái clip đó. Hai chị em thân thiết. Ô em làm gì có nói xấu chị đâu. Ủa chị không gì có nói xấu gì em nha. Hai chị em diễn một cái nét giả trân đáng yêu dễ sợ. Anh thích lắm. Và nhân đây một lần nữa xin cảm ơn chị Tư Cẩm Ly cùng với nhạc sĩ Minh Vi và ekip của mình đã ra đời những cái tác phẩm rất là chỉnh chu cho khán giả theo dõi. Và cũng hy vọng rằng những cái tác phẩm tiếp theo sẽ sớm được ra đời. Và cũng đừng quên mời hai nhân vật đồng hành. Đó chính là ai nhỉ? Đây hai học trò. Hai đứa không, mình đó. Mình là chắc chắn rồi. Rồi mà em chắc em chắc cứ nghĩ cái điều đó là hiển nhiên cho nên em không hỏi. Bạn thân quá mà không có ăn rơ hiểu ý nhau kỳ quá. Bởi vậy thua chị em liền. Một lần nữa xin được chúc mừng một tác phẩm rất là hay của nữ ca sĩ Cẩm Ly, Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Thưa quý vị.